Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số loại tiêu bản mà nói chung là giá cũng tầm tầm rẻ thôi mọi người. Thì mình bán trước tiên là ba tờ này, tầm một tờ Trần Hưng Đạo ha. Ba tờ rất là cũ nha mọi người. Loại này không mới đâu ha. Đây, tờ này thì có lỗ nè, lỗ và có khóa xung quanh nè mọi người. Thì nó cũng xấu thôi, tương đối. Đó, nó có cái lỗ đây nè. Đó, nó xấu ha. Đó, nó bị rách rách nè mọi người. Rách ha. Ba tờ này thì anh em nào lấy mình để cho 200, 200. Ba tờ này anh em nào lấy mình để 200 ha, nhưng mà với anh em nào chuyển khoản thì mình sẽ bao ship ha. Còn anh em nào code á, code thì do code rất là cao mọi người. Code thường thường mình code là 30 mấy ngàn tiền ship á. 30 mấy ngàn tiền ship, anh em nào chuyển khoản thì mình bao ship, còn anh em nào code á thì mình sẽ thu thêm 20 ngàn thôi ha. Rồi đến cái tờ thứ hai, đây là tờ mũ mũ sắt. Mũ sắt nha mọi người. Đây, cái bóng chìm là hình đầu khăn đóng ha. Với một đồng nè. Tờ này thì anh em nào lấy mình để cho 120 ngàn, thì cũng còn tương đối rất là ok ha. Rồi tờ này anh em nào lấy mình để 50 nè. Đó, tờ này nó bị lủng lỗ rất là nhiều nha mọi người. Bóng chìm thì lỗ rất là nhiều nè. Đó, bóng chìm thì cũng đầu khăn đóng thôi, nhưng mà cái loại này là loại cũ 50 ngàn ha. Còn cái loại này 120 ngàn. Rồi đến cái tờ tiếp theo thì cái tờ một đồng con lân. Tờ này thì cũng bị gấp và cũ ha. Cái này mình mua làm sao mình bán vậy nha anh em. Đó, bị cũ thôi. Tờ này anh em lấy mình để cho 70 thôi. 70 nha mọi người. Tờ tiếp theo là cái tờ 5 5 đồng. 5 đồng mà gò mối ha. Đó, tờ này thì còn rất là ok. Tờ này 120 ngàn nè, với 5 đồng vàng ha. 120 ngàn một tờ đó mọi người. Bóng chìm thì biểu tượng của Pháp, mình cũng không biết luôn mọi người. Bóng chìm cái hình cái đầu của cái ông hao hao là giống như tượng thần vậy đó. Rồi đến tiếp theo đi. Theo cái bộ này, cái bộ này cũng được mọi người. Mình quay bộ này trước tiên ha. Đây là 20 đồng bộ chuối 1955 in đợt 2. Mặt sau là hình con trâu đang cày ha. Còn đây là tờ 10 đồng. Tờ này, cái bộ này đa số cũng cũ cũ không nha mọi người. Không mới. Đó, nó cũ như vậy đó. Thì cái tờ này tương đối nhìn rất là ok hơn ha. Tờ này bên mình đang bán giá 70 ngàn một tờ nha mọi người. Còn cái loại này thì 40 ha. Còn anh em nào mua bộ á, một cái bộ này là mọi người. Bộ này 450 ngàn ha. Và anh em mua lẻ hai tờ này thì mình cũng bán. Nói chung là mình vẫn bán lẻ nha mọi người. Mua tờ nào thì mình bán tờ đó thôi. Rồi đến cái này. Cái này thì được tiếp mình quay 600 thì mình đã quay rất là nhiều lần rồi ha, mình bỏ qua. Còn cái tờ này 200, anh em nào lấy thì 200 ha. Tờ này cũng còn tương đối rất là ok ha. Còn 100 đồng mà 1985, tờ này 150 nha mọi người. Nó cũ mà 150 ngàn. Rồi đánh cái tờ tiếp theo là cái tờ này cũng cũ luôn mọi người. Cũ, anh em nào lấy mình để cho 30 thôi ha. Tờ cũ nha mọi người, 30. Có một tờ, như mình còn một tờ nữa. Tờ cũng hình như cũ hơn, cũng 30 rồi mọi người. Mình mua, nói chung là mình mua hai tờ thì cái giá cũng giống nhau à, nhưng mà có từ mới từ cũ thôi, cũng 30 ngàn thôi mọi người.
Còn loại này thôi nè, mình bán cặp cho nó dễ nha mọi người, tại vì một tờ cũng có mấy chục mất công quá. Đây cặp này, cặp này 100 ha, cặp 100 đồng đó, này 100 ha, 100 đồng 1972 và 100 đồng hoa văn. Đây bóng chìm là hình tướng ha, còn 572 thì bóng chìm hình cô gái ha. Rồi cái cặp này 100 luôn ha, bán cặp nha mọi người, bán lẻ cũng khó lắm. Cặp này 100 ha, 100 đồng Vịnh Hạ Long 980. Rồi đây là kỷ niệm 2016, tiền thật nha mọi người nè, nó có bóng chìm đồ đàng hoàng luôn, có dạ quang của bóng chìm luôn ha. Rồi nó cái tờ này thì 180.000, 100 đồng đập lúa lộn mọi người, đập thủy điện nè. Đây là nhà hát opera ha, mặt sau là đập, cái con đập ha, thủy điện, mặt trước là cái thác hay là cái đập gì đó, thác hay đập mọi người, như con đập đó mọi người. Mặt trước là nhà hát ha, 100 đồng nhà hát nha mọi người, 180.000 một tờ. Còn loại này Lê Văn Duyệt, tờ này thì xấu ha, tờ này cũng xấu chứ không có đẹp nha mọi người, cũng cũ nè, cũ ha, cũ rồi có gấp ha. Thì tờ này anh em mình lấy thì 200 thôi mọi người, 200 ha, Lê Văn Duyệt 200. Tờ này quá xấu mọi người. Mà cái loại 100 đồng này nữa, thì cái lô này thì toàn bộ là 100 đồng hết nha mọi người, tờ nào cũng 100 đồng á nè, như nó có 10 tờ luôn á, một cái bộ 10 tờ này thì hồi nãy mình cộng là tầm khoảng 1 triệu mấy á. Tờ này 35.000 rồi nè mọi người, giá hiện tại là nó còn lên nữa đó mọi người. Rồi 100 đồng hộp chợ, mặt sau rất là đẹp nha mọi người, tờ này 250 nè, 250.000. Cái phía này nó có vá nha mọi người, đây nó vá chỗ chút xíu nè, bên này có chút xíu nè, đó nó có vá nè. Nói chung là cái hình cũng còn đẹp lắm mọi người, nó có viết tên, không biết tên này ở trên này, tờ này còn đẹp, rất đẹp luôn ha. Mà tiếc là nó có bị phá một chút ở dưới này thôi, nhưng mà nhìn nói chung là chơi cũng được mọi người, 250 tờ á. Rồi đến tờ này 100 đồng máy cày 1955 bên lật đầu. Máy cày này giờ cũng cao nha mọi người, 180.000 một tờ ha. Tờ này thì nó có bị sét nè mọi người, sét do lỗ kim á, bấm kim rồi á, kẹp kim rồi nó bị sét ha. Nói chung là nhìn cũng rất là ok ha. Rồi video này thì mình chỉ quay sương sương nhiêu đây thôi, do quay nhiều quá video nó dài á mọi người, mọi người xem hoài cũng chán ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em ha.